bất động sản cùng với toàn thể đội ngũ nhân viên kinh doanh đã về tham dự chương trình lễ ký kết hợp tác và kết thúc dự án Athena Royal City trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đại diện cho chủ đầu tư, chúng tôi xin cam kết và sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng với lại EcoReal để đưa đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Với những tiềm năng to lớn trên thì đại diện đơn vị phát triển dự án, tôi cũng xin khẳng định dự án Athena Royal City là dự án tiềm năng nhất và tốt nhất tại thành phố Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại và một khối các nền. Là sản phẩm siêu hiếm hiện tại chỉ còn duy nhất ở lõi trung tâm của Đà Nẵng được phép phân lô bán nền. Tại dự án thì dự kiến là trong quý tư năm 2020 này sẽ tiến hành là bàn giao sổ đỏ cho khách hàng.